cảm ơn khán giả đã cổ vũ cho các người chơi rất là nhiều, đặc biệt là chị Nhài và bạn Lan đến với vòng đặc biệt ngày hôm nay. Và cả chị Nhài và bạn Lan thân mến, ở vòng đặc biệt này thì cả hai người chơi, một là đáng tổng giá trị giải thưởng bằng với giá nhà sản xuất đưa ra, hai là thấp hơn nhưng không quá 1,5 triệu đồng là thắng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những giải thưởng hấp dẫn của vòng đặc biệt. Xin mời! Người thắng cuộc sẽ có toàn bộ số giải thưởng sau. Một bộ sản phẩm tóc thiên nhiên Mẹ Ken gồm dầu gội, tinh chất mồng tơi, tinh dầu bưởi, đặc biệt đi kèm với viên uống hà thủ ô mật ong, làm mái tóc của mình trở nên mềm mượt, chống gãy rụng, giúp tóc trở nên dài nhanh chóng. Được sản xuất và đóng gói tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm thiên nhiên Mẹ Ken. Xin chúc hai người chơi may mắn. Cảm ơn các khán giả rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe phần dự đoán giá từ đầu tiên là chị Nhài. Chị đoán tổng giá trị giải thưởng vòng đặc biệt là bao nhiêu? Xin mời chị Nhài. 19.980.000 ạ. 19.980.000. Xin mời bạn Lan. Em xin đoán là 20.500.000 đồng ạ. 20.500.000 đồng. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giá từ nhà sản xuất, thưa quý vị. Một bộ sản phẩm tóc thiên nhiên Mẹ Ken có giá là 1.770.000. Tổng giá trị giải thưởng là 19.345.000. Tiếc quá. 19.345.000. Mình đoán thấp xuống, mình đoán 19 triệu là được rồi chị Nhài á. Rồi, cảm ơn chị Nhài rất là nhiều. Cảm ơn bạn Lan. Chúc cho chị Nhài và bạn Lan thật nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, hãy là những người chơi chính giống như là chị Nhài và bạn Lan bằng cách truy cập vào fanpage VTV3. Hãy fanpage Hãy Chọn Giá Đúng. Hẹn gặp lại quý vị vào 13 giờ thứ bảy tuần sau trên VTV3 với Hãy Chọn Giá Đúng. Xin chào.